Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Video này mình chia sẻ cho anh em có được 1 triệu người theo dõi trang Facebook cá nhân trong thời gian ngắn nhất có thể. Video chỉ mang tính chất giải trí nghe anh em, cụ thể là tạo được cái dòng chữ số người theo dõi trên trang cá nhân như anh em đang thấy trong video. Bây giờ anh em bắt đầu mở ứng dụng Facebook lên, chọn vào ảnh đại diện Facebook của anh em. Tiếp tục anh em sẽ đến cái phần chỉnh sửa chi tiết công khai. Bây giờ anh em sẽ tìm đến cái phần liên kết. Anh em chọn vào chữ thêm. Tiếp tục anh em sẽ nhấn vào cái chỗ là thêm liên kết xã hội. Anh em chọn chỗ nền tảng. Anh em chọn là Spotify. Chỗ tên người dùng anh em sẽ nhập như mình nghe anh em. Có 1.234.567 người theo dõi. Rồi, cái này là mình tự đặt nghe anh em. Rồi anh em sẽ nhấn vào chữ xong. Tiếp tục anh em nhấn vào chữ lưu. Bây giờ mình sẽ trở lại trang cá nhân Facebook. Rồi, đã xuất hiện có 1.234.567 người theo dõi. Rất là đơn giản anh em. Mình vừa chia sẻ cho anh em cách tạo cái dòng chữ số người theo dõi trên trang cá nhân Facebook. Nội dung chỉ mang tính chất giải trí nghe anh em. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.